là ba ông vua mà bị phế truất, không được thờ, tức là đang ở trên ngai vàng mà bị truất phế xuống thì không được thờ. Ông vua thứ nhất đó là ông vua Dục Đức, ở trên ngai vàng nó chỉ có 3 ngày thôi, ngồi chưa ấm được cái ngai vàng đó thì bị phế truất rồi thì xuống thì không được thờ. Ông vua thứ hai đó là ông vua Nhật Hoàng, ở trên ngai vàng được 3 tháng. Và ông vua thứ ba là ông vua Bảo Đại. Ông vua Đại là cái thời của cách mạng của mình đó, thời của Bác Hồ thì cũng bị phế truất luôn, thì không được thờ ở trong này. Trước đây thì riêng chỉ có 7 cái án thờ thôi, nhưng năm nay thì chưa được này được thờ. Nhưng đến năm này cũng năm 7 thì 3 cái án thờ mới mới thì thấy này, 2 cái này là 2 cái kia. Một cái là của ông Duy Tân, một cái ông Thành Hải, một cái ông Hàng Nghi được đưa vào trong này thờ. Tại ba ông vua này là có tôn thờ chính pháp, mà lúc bây giờ pháp người ta đô hộ mình thì người ta không cho phép thờ trong này. Thì sau này khi mà nhà phóng rồi á thì chúng ta mới đưa vào. Như vậy tổng cộng trong này có 10 án thờ của 10 ông vua, còn ba ông vua kia bị phế truất thì không được thờ. Thì hôm qua đây chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ nét về cuộc đời của các vị vua của nhà Nguyễn trong 143 năm đó thì có những biến cố như thế nào. Thì ngay cái vị trí mà án thờ trung tâm á là án thờ của vua Gia Lâm, xong là bên trái là tới của vua Bà, bên phải là vua Thiệu Trị. Tại vì nó có tổng cộng 13 ông vua, là ba ông vua mà theo từng cái thứ tự. Ông vua đầu tiên á là ông vua Gia Lâm, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Đồng Khánh, Hàm Nghi, Thành Thái, Khải Định, vua Bảo Đại. Thì chung cùng như vậy nó có tổng cộng là 13 vị vua ở trong này. 13 ông vua đó, nhưng mà người ta xếp theo thứ tự chẳng lẽ như vậy. Như vậy mình đi theo thứ tự chẳng lẽ thì nó không hợp lý. Như vậy chúng ta xin phép chúng ta sẽ đi từ bên này qua luôn. Chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của các vị vua bên này. Ông vua đầu tiên án thờ đây đó là ông vua Duy Tân. Vua Duy Tân là con của vị vua Thành Thái, con vua Thành Thái. Quý vị thấy ở trên này có cái di ảnh, hình ông vua này rất là trẻ. Ông lên ngôi vua lúc mới chỉ còn 7 tuổi thôi, mới chỉ có 7 tuổi thôi là đã lên ngôi vua rồi. Tại vì sao như vậy? Tại năm 1907 đó thì vua Thành Thái là vua cha của vua Duy Tân bị người Pháp bắt, tại Pháp đang đô hộ mình mà bị người Pháp bắt, xong là đưa vào trong Sài Gòn, đưa vua vào Vũng Tàu và quản thúc ở trong đó. Năm 1916 thì đưa ông qua đảo Réunion bên Châu Phi để quản thúc luôn. Thì năm 1907 thì vua cha là ông vua Thành Thái bị bắt rồi, thì người Pháp muốn kiếm một người con nào đó trong của ông vua Thành Thái để đưa nối ngôi tiếp. Nhưng mà thực ra quyền hành chính nằm trong tay của Pháp hết. Thì đi tìm tất cả hoàng tử rồi tự nhiên phát hiện không có ông vua Duy Tân. Vua Duy Tân thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Sang. Thì người Pháp cho người đi tìm ra ông vua Duy Tân, thấy ông vua Duy Tân là đang chui xuống dưới gầm giường. Thì người Pháp cứ nghĩ là ông này ông sợ quá, ông chui xuống gầm giường. Thật ra không phải, ông này còn nhỏ, ông nghịch, ông đi bắt dế, ông chơi. Phát hiện ra là trên người bám mặt nhện nhiều quá, người Pháp mừng quá, tưởng ông này ông sợ quá mà. Thì lập ông lên làm vua. Ông lên ngôi vua lúc là 7 tuổi, ông sinh năm 1900. Năm 1907 lên ngôi vua, là 7 tuổi lên ngôi vua rồi. Nhưng mà còn rất là trẻ nha. Nhưng mà người Pháp rất là bất ngờ, tại vì ông vua này, ông còn trẻ nhưng mà có tinh thần Trung Pháp. Ông có tinh thần Trung Pháp, tại vì được các thầy đồ, các nhà giáo ở Trung Cung đi dạy cho ông. Ai cướp nước mình, rồi ai bắt cha của mình đi đầy ở bên Châu Phi, thì ông chống Pháp luôn, Trong một lần ông vua này, ông đi ra ngoài bãi biển của Tùng ở Quảng Trị, ông đi tắm biển. Thì vua đi tắm biển thì có các quan sự thần mà đi theo họ. Thì ông tắm biển thì ông nghịch cát trẻ em, mà lúc ấy là trẻ em nghịch cát và chơi xây lâu đài cát này kia đó. Thì các quan nói là vua đừng có nên chơi như vậy, nó nhớt, Huế nhớt là dơ đó, là bẩn á. Thì ông vua mới nói rằng á, tay nhớt có nước để rửa, cái là tay mình dơ này có nước để rửa. Vậy hỏi các quan á, nước nhớt phải lấy gì để rửa? Tức là nước của mình nó đang bị Pháp xâm lược, phải lấy gì để rửa? Mà không dám vị quan nào trả lời. Ông nói nước nhớt phải lấy máu để rửa, tức là mình phải chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc của mình. Thì năm 1915 thì ông vua này cùng với các vị nghĩa phu lúc bây giờ gồm có Thái Phiên và Trừng Cao Vân trong Việt Nam quan phục hồi á, thì buổi chiều ông ra trước bến Vân Lâu á, và cái hình ảnh mà quý vị nghe cái câu thơ chiều trước bến Vân Lâu ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm đó, ai thương ai cảm, anh nhớ trong là hình ảnh ông vua này đây. Ông giả một cái người câu cá ngồi trước bến Vân Lâu, và ông hẹn ông Thái Phiên và Trừng Cao Vân á, hẹn đó để bàn cái phương án và chúng pháp. Thì cuối năm 1915 á, thì chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, nhưng vừa bị Pháp phát hiện. Pháp phát hiện xong bắt ông Trừng Cao Vân cũng Thái Phiên, và đưa ra cái phía cái cửa An Hòa, cửa Tây Bắc của Huế, chém đầu hai ông người luôn. Xong ông vua Duy Tân bị bắt. Ông vua bị bắt thì không phải là giết liền, mà bắt đi. Xong rồi đưa quan cái đảo Réunion để đi đầy bên đó. Thì lúc bây giờ quý vị biết là năm 1939 á, thì chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra. Thì ông vua Duy Tân tham gia vào lực lượng đồng minh quân của Pháp lúc bây giờ, ở trong cái lực lượng không quân của Pháp á. Thì năm 1945 á, thì Pháp xích Đức bị tiêu diệt. Pháp xích Đức bị tiêu diệt rồi thì quân đồng minh giành thắng lợi. Từ vua Duy Tân bay máy bay từ Pháp về đảo Réunion lại. Thì khi mà bay máy bay á, thì máy bay bị rơi ở bên Bắc Phi. Ông vua chết luôn. Thì ông chết ở độ tuổi 15, là 45 tuổi. Ông sinh năm 1900 và ông mất năm 1945. 45 tuổi ông không vợ mà không sinh con. Đây là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn. Nói đi nói lại 100 lần thuộc về chơi đâu. Cái gì?
Cứ gửi với ông. À, hôm nay học sớm cho 9 rưỡi. Hôm nay học sớm 9 rưỡi 10 điểm. Sau khi mà ông vua Duy Tân bị người Pháp bắt và đi đày đến Trung Quy rồi, năm 1916 rồi, thì người Pháp lập ông vua Khai Định lên, ông vua Khai Định lên ngôi. Ông vua Khai Định lên ngôi từ năm 1916 và đến năm 1925 thì ông vua này băng hà. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tham quan một công trình, đó là một cái lăng và một cái tiền tác thời ông vua này. Cái khu lăng mộ của ông nhỏ nhất nhưng mà hoành tráng nhất, tốn nhiều chi phí nhất, chỉ có 1 hecta thôi, chỉ có 1 hecta thôi ha. Ông vua Khai Định thì lúc sinh thời thì ông có tổng cộng là 9 bà vợ, có 9 bà vợ nhưng mà ông chỉ có một người con duy nhất. Thời vua Khai Định thì hầu như tất cả việc hành chính đều nằm trong tay vua Phạm cả. Lịch sử rõ ràng về vua này sẽ lên trên lăng còn sự việc tiếp theo là chúng ta chúng ta sẽ lên lăng của vua Phạm. Án thờ của vua thứ ba mà chúng ta đến tham quan ở đây đó là án thờ của vua Kiến Phúc. Án thờ của vua Kiến Phúc, ông vua này là chết trẻ nhất trong số 13 vị vua nhà Nguyễn. 15 tuổi đã băng hà rồi, do đó không có gì ảnh, vì sẽ không thấy ảnh. Thời của ông vua Từ Đức là ông vua thứ tư của nhà Nguyễn á, thì ông vua Từ Đức có 103 bà vợ nhưng mà không có một người con nào hết. Tại vì ông bị bệnh đầu mùa từ nhỏ, vóc dáng rất là nhỏ con, không có một người con nào hết á, do đó bắt buộc ông phải nhận con nuôi. Tại vua mà không có con là không có người nối dõi tông đường thì phải nhận con nuôi. Ông nhận tổng cộng đến là 3 người con nuôi, là con của em và con của anh của mình. Con em anh mình ha, để sau này có người cái nối dõi tông đường vào thời của nhà Nguyễn, ha. Thì ông vua Kiến Phúc á, lúc bây giờ là mới có 15 tuổi thôi. Ông vua Từ Đức băng hà, thì trong cái di chiếu của ông vua Từ Đức để lại á, thì là nhường ngôi không phải đầu tiên là cho ông vua Kiến Phúc mà nhường ngôi cho ông vua Dục Đức. Những vua Dục Đức là làm con nuôi nữa, 3 người lần mà. Thì ông vua Dục Đức lên nối ngôi. Nhưng mà trong di chiếu của ông vua Từ Đức á, để lại á, ở đây Hoàng nói cái di chiếu để quý vị chúng ta hình dung nhé. Tức là nhà Nguyễn á, đó là tiên đế chết, tức là ông vua ông chết. Thì trước đó ông đã ghi di chúc rồi. Ông đã ghi di chúc trong đó là ai sẽ người lên nối ngôi. Ví dụ ông vua ông có hàng chục hoàng tử đi, mà chưa phong thái tử thì ông nào cũng ngang nhau hết. Không có ông nào là sẽ được biết được là mình sẽ lên ngai vàng hết á. Giống như sổ số vậy đó. Và trong lúc mà còn sống á, thì ông vua ông sẽ xem là hoàng tử nào là giỏi, quản lý được ha, giỏi võ, giỏi văn, quản lý được đất nước. Thì trong di chiếu ông sẽ ghi đó. Để sao? Để tạo ra cái sự cạnh tranh. Và nhà Nguyễn một cái đặc biệt nữa, người ta không có phong, đó chính là không phong hoàng hậu. Trừ ông vua đại, ông phong là hoàng hậu Nam Phương ra, còn 12 ông vua trước không bao giờ phong hoàng hậu. Tại vì nếu mà phong hoàng hậu thì con của bà hoàng hậu hiển nhiên trở thành đương kim thái tử. Mà đương kim thái tử là người đó hiển nhiên là thừa hưởng ngai vàng. Nếu ông đó mà ông dở, ông không có giỏi là nguy hiểm cho triều đình lắm. Tại ông vua mà không có giỏi, ông điều hành không có được, Như vậy các hoàng tử là đều ngang nhau hết. Cái bà vợ chính thì chỉ là Hoàng Quý Phi thôi, và con của bà Hoàng Quý Phi chưa chắc là người đã lên làm thái tử. Có thể con của bà Thái Phi lên thái tử với điều kiện là cái người hoàng tử đó là phải giỏi. Thì trong di chiếu á, thì tiên đế sẽ ghi lại ai sẽ là người mà lên nối giỏi. Thì trong 3 người con nuôi của ông vua Từ Đức á, thì ông chọn người đầu tiên, đó chính là ông vua Dục Đức. Người con nuôi đầu tiên là của ông vua Dục Đức. Tại ông vua Dục Đức bây giờ là 34 tuổi rồi, còn ông này mới có 15 tuổi thôi, còn rất là trẻ. 34 tuổi thì kinh nghiệm nó có. Nhưng mà trong di chiếu ông có nhắc đến luôn, để sau này ông vua Dục Đức ông đổi là thứ nhất là có tật ở mắt, thứ hai nữa là có tính ăn chơi và hoang dâm, có nhắc đến nó luôn. Nhưng mà khi ông vua Dục Đức á, lên làm cái lễ đăng quang á, thì ông chỉ đạo cho cái người mà đọc cái di chiếu á, cắt đứt cái đoạn đó đi, đừng nói cái đoạn xấu của ông, cắt đoạn đó đi. Thì sau này khi mà hai vị quan trong triều là đứng đầu á, là Quan Văn, Quan Võ, là ông Tôn Đức Thuyết và Nguyễn Văn Tường á, mới phát hiện ra rằng là ông vua Dục Đức là chỉ đạo cắt đứt di chiếu của tiên đế, đó là cái tội khi quân phạm thượng. Và vào báo cáo cho bà Từ Dụ, và Từ Dụ nói là cái chuyện này là không thể diễn ra trong triều đình được. Do đó ông vua Dục Đức mới lên ngai vàng có 3 ngày thì phế truất xuống. Xong rồi đem giam vào trong ngục, ông vua Dục Đức ông chết luôn. Ông chết trong ngục luôn. Thì triều đình nhà Nguyễn mới cấp tốc chọn người vua thứ hai, đó chính là ông vua Kiến Phúc. Ông vua Kiến Phúc bây giờ đang ở trên cái lăng, tức là ông vua Từ Đức chết rồi thì đưa lên lăng. Thì vợ con lên trên lăng ở hết, lo nhang khói cho ông vua. Thì con nuôi thì cũng lên đó lo nhang khói cho cha nuôi của mình. Dù sao cũng là bác của mình mà, nên nói lo nhang khói. Thì các vị quan trong triều mới đưa kiệu lên mời ông vua này về làm vua. Ông này cũng rất là sợ, tại vua bây giờ không có quyền hành hết mà dễ chết lắm, rất là dễ chết. Nhưng mà cuối cùng bị ép thì ông lên ngai vàng luôn, lên ngai vàng mới được 15 tuổi thôi.
Trong lúc lên ngai vàng thì thấy mới phát hiện ra rằng là một vị quan văn văn đứng trong triều, ông Xuân, ông Nguyễn Văn Tường á, có quan hệ bất chính với một bà vợ cũ của ông vua Từ Đức. Do đó ông này ông mới dọa, ông nói là nếu sau này mà ta khỏe mạnh ấy, thì ta sẽ chém ba đầu nhà ngươi. Thì ông quan văn đứng đầu trong triều, ông Nguyễn Văn Tường, ông mới lo quá. Thì trong một cái đêm thì ông vua Kiến Phúc là đang ngủ, bị bệnh, uống thuốc xong, sáng sau băng hạ luôn. Và người đời người ta nghi ngờ đó là có thể là ông Nguyễn Văn Tường cũng đã đầu độc ông vua Kiến Phúc chết. Tại quan trong triều mà, quan văn đứng đầu trong triều đó là ông Nguyễn Văn Tường và quan bỏ đứng trong triều là ông Tôn Thất Thuyết. Hai ông đó quyền hành mạnh nhất trong triều lúc bây giờ. Thì chỉ có 15 tuổi, do đó ông băng hạ. Băng hạ xong thì cái hài cốt của ông được đưa lên chung lăng với lăng vua Từ Đức. Chiều nay chúng ta sẽ đi tham quan, có cái lăng của ông vua này, chết rất là trẻ. Trong 13 vị vua thì ông này chết trẻ nhất, 15 tuổi là đã băng hà rồi. Cái gì đâu. Cái giết vừa ông vua đã ha. Án thờ thứ tư mà chúng ta tham quan ở đây ấy, đó là án thờ của ông vua Thiệu Trị. Ông vua Thiệu Trị là con của ông vua Anh Mạng và là cháu nội của ông vua Gia Long, là ông vua thứ ba. Năm 1840 thì ông vua Anh Mạng mất, thì ông vua Thiệu Trị được vua cha chọn lên nối ngôi. Ông này tên thật là Nguyễn Phúc Bửu, Nguyễn Phúc Miên Tông là cái tên đầu tiên của ông này. Và hôm qua Hoàng có nói là cái tên ông này chữ Tông nó đổi hết là do tên ông này đây, thành chữ Tôn hết do thời của ông vua Thiệu Trị này. Ông ở trên ngai vàng mới chỉ có đó là 7 năm mà thôi. Chỉ có 7 năm là ông ở trên ngai vàng, cái thời gian rất là ngắn. Nhưng mà ông thừa hưởng cái ngai vàng, cái quốc gia lúc bây giờ là quá thành trị rồi. Tại vì lúc bây giờ quốc gia của thời ông vua cha, ông vua Anh Mạng là hùng mạnh nhất Đông Á, số 1 Đông Á rồi. Chứ ông ở trên ngai vàng chỉ có 4 năm thôi. Ông vua này tuổi thọ đó là 43 tuổi. Cái công trình đặc biệt nhất mà ông vua này còn để lại thời của nhà Nguyễn, đó chính là ông xây dựng cái tháp Phước Duyên trong chùa Thiên Mụ á. Cái tháp mà rất là lớn nha quý vị, cái tháp mà có 7 tầng rất là đẹp á, mà mình chụp hình ai thấy á, là thời ông vua này cho xây. Nhân dịp kỷ niệm là sinh nhật 80 tuổi của bà nội của mình, đó là bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu. Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu thì ông vua này tuổi thọ chỉ có 43 tuổi rồi, rất là ngắn ha. Đây chúng ta đứng ở đây là án thờ quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong kinh đô nhà Nguyễn, đó là án thờ của vua Gia Long. Và án thờ này đặc biệt quan trọng nhất, do đó cửa lúc nào cũng đóng phía trước hết. Vì thế phải để tôn trọng á, đi vô là đi mấy cái hàng hai bên thôi, không được đi vào vị trí trung tâm ngay chỗ ông vua quan trọng nhất. Tại vì ông vua này là cái người mà sáng lập ra nhà Nguyễn. Vua tên thật là Nguyễn Ánh, hay còn gọi là Nguyễn Phúc Ánh. Ông lên ngôi vua năm 1802 và lấy niên hiệu đó là vua Gia Long. Niên hiệu là vua Gia Long ha. Có di ảnh ở phía trên đây đâu. Quý vị biết là vào thời chú Nguyễn á, thì vào cái thời kỳ Loạn Lạc và quân Tây Sơn dưới đó, dưới chỉ đạo của vua Quang Trung á, là đánh và ông Nguyễn Ánh phải bỏ kinh đô để chạy. Nhưng mà số ông này là số làm vua. Buôn ba khắp cả miền Nam mình, thậm chí là qua Thái Lan, thậm chí là qua Chân Lạp luôn. Nhưng mà cuối cùng ông mới tập hợp quân đội lại, ông tiêu diệt được nhà Tây Sơn. Tại vì sao như vậy? Tại năm 1792 thì ông vua Quang Trung mất. Ông vua Quang Trung mất rồi, một người quá giỏi đi mất rồi. Thì ông Quang Toản mới có 10 tuổi thôi, lên điều hành cái nhà Tây Sơn không nổi. Đó là cơ hội cho ông Nguyễn Ánh tập hợp quân đội trong miền Nam, tấn công lại từ từ. Năm 1801 thì ông tấn công vào trong thành Bình Định và tiêu diệt được quân Tây Sơn trong thành Bình Định luôn, tiêu diệt được nhà Tây Sơn luôn, và ông lên nối ngôi. Và ông thực hiện một cái chính sách đó là trả thù cực kỳ tàn độc của nhà Tây Sơn, tức là giết sạch luôn. Ông vua Quang Trung cùng với ông vua Gia Long là hai ông vua gọi như là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà sau này trở thành anh em cuộc chèo. Tại vì sao như vậy? Tại vì vợ của ông vua Quang Trung, người đầu tiên là bà Lê Thị Ngọc Bình, là con ông vua Lê Hiển Tông ngoài miền Bắc á, ở xứ Đằng Ngoài đó. Nhưng mà sau đó thì quý vị biết đó là khi mà bà Ngọc Hân là vợ của ông vua Quang Trung, còn bà Ngọc Bình là vợ của ông Quang Toản, vợ ông Quang Toản, thì sau này khi mà tấn công vào nhà Tây Sơn á, thì ông giết sạch nhưng ông chừa lại người, đó chính là bà Ngọc Bình. Như vậy bà Ngọc Bình á trở thành vợ của ông vua này, vợ thứ ba của ông vua Gia Long. Mà ông Quang Trung là chồng của bà Ngọc Hân, ông Quang Trung chồng bà Ngọc Hân, ông Gia Long á chồng của bà Ngọc Bình, mà hai bà này là chị em ruột. Trở thành anh em cuộc chèo. Một điều đặc biệt trong lịch sử của Việt Nam là như vậy. Như vậy bà Ngọc Bình đó là bà có hai ông chồng làm vua và con của ông vua. Bà Ngọc Bình là con của ông vua Lê Hiển Tông, lấy hai ông chồng làm vua, đó là ông Quang Toản cùng với ông Gia Long này. Giờ phụ nữ đẹp là số lúc nào cũng sướng hết. Thì năm 1802 ông đăng quang và ông chọn cái kinh đô Huế để đóng đô ở đây. Và cái làng mà ông chọn để đóng đô là tên là làng Phú Xuân, cho nên người ta gọi là kinh đô Phú Xuân luôn. Cái tập trung ngay tại vị trí này. Ông băng hà vào năm 1819, tức là ông ở trên ngai vàng chỉ có 17 năm thôi. Ông có ba bà vợ chính,
Hai bà đầu tiên đó là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu và Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Bà thứ ba đó là bà Lê Thị Ngọc Bình được phong là Đệ Tam Công. Ngoài ra ông còn đến khoảng 97 bà vợ khác nữa. Ông có khoảng 100 người con, rất là nhiều vợ, nhiều con, rất là nhiều vợ, nhiều con ha. Do đó là ông vua quan trọng nhất, do đó cái án thờ của ông được đặt ngay tại vị trung tâm. Tuổi thọ của ông vua này đó là 55 tuổi. Đó là đây là án thờ của vua thứ hai của triều Nguyễn, ông vua Minh Mạng. Ông vua này đã vinh danh cho tổ quốc của mình đây, đất nước mà lúc bây giờ là rất hùng mạnh, và khu vực Đông Á này là mình đã số 1 nhờ ông này. Ông quá giỏi, ông này quá giỏi ha. Tên thật của vua này đó là Nguyễn Phúc Đạo, đó là Nguyễn Phúc Đạo. Ông là con thứ tư của Nguyễn Đại Lộc. Quý vị thấy là con thứ nha, con thứ nhưng được nên tại vì ông rất giỏi. Rồi. Thứ hai nữa đó là con trưởng, đó là Hoàng Tử Cảnh á, ông này theo đạo Thiên Chúa Giáo, theo ông Bá Đại Lộc á. Nên Hoàng Tử Cảnh mất thì không còn người nào để chọn hết, không có ai giỏi hơn Minh Mạng. Thì ông Minh Mạng lên ngôi năm 1820, ông trị vì ngai vàng là 20 năm trời. Ở trên ngai vàng 20 năm trời và ông biến đất nước của chúng ta trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Minh Mạng. Rất là giỏi, ông giỏi nhiều thứ lắm và ông cũng là người có rất là nhiều vợ. Từ 500 đến 600 bà vợ. 500 đến 600 bà vợ. Ông có 164 người con. 164 người con, tôi thấy nhiều rồi. Ông có là 78 hoàng tử và 66 công chúa. 66 rất là nhiều vợ, rất là nhiều con. Để chứng minh được là ông nhiều vợ nhiều con như thế nào, năm 1825 tức là 6 năm sau sau khi ông đăng quang á, nhiều vợ quá. Thì cái năm đó thì đất nước chúng ta lúc bây giờ là bị thiên tai và hạn hán. Người dân bây giờ là mùa màng bị thất bát, nghèo khổ liên tục luôn. Thì ông vua ông mới hỏi các quan cận thần ở trong cung lúc bây giờ là tại sao năm này người dân làm ăn bị thất bát như vậy. Thì các quan mới nói là có khả năng là trong cung bệ hạ bây giờ là âm đang thịnh mà dương đang suy. Tức là nữ nhiều quá, không có nam thì có một mình ổng mà. Âm đang thịnh mà dương đang suy. Thì ông mới tin thật, năm đó ông cho khoảng 100 bà về quê luôn. Cho khoảng 100 bà về quê luôn, ai muốn về là về luôn. Tại vì ở trong đó ngân khố cung cấp được quá trời luôn, mà đâu có ở gần được ông vua, đâu có con gì ông vua đâu, tại vì nó nhiều quá, không sắp xếp được, quá nhiều luôn. Thì ông cho khoảng 100 bà về quê. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của nhà Nguyễn là 100 bà được thoát củi sô lồng. Tại vì sao như vậy? Tại vì đưa con vào nội là rồi đời con ơi, đưa vào đây rồi thì không bao giờ là trở về được cái nhà của mình hết. Đó là quy định của nhà Nguyễn. Cái lần thứ hai là năm 1895 là lúc mà Pháp tấn công vào Đại Nội Huế này, thì nhà Nguyễn các vua bỏ chạy hết luôn, thì một số bà lợi dụng cơ hội đó là trốn về nhà của mình thôi. Thì đây là cái lệnh đầu tiên vào thời của ông vua này, cho khoảng 100 bà về quê, nhiều vợ nhiều con, nhưng mà ông điều hành đất nước rất là giỏi. Bản thân cái tên của ông đặt niên hiệu quý vị thấy rất là giỏi rồi, Minh Mạng, tức là một con người rất anh minh, một con người rất anh minh. Ông điều hành quốc gia rất tốt. Quý vị biết ngày xưa mà các quan mà tham nhũng á, là ông xử rất nặng. Ngày xưa mà thường thường triều đình nó đông lúa cho người dân, lúa giống cho người dân á, để xuống đồng mà cày ruộng á, thì thường mấy vị quan tham nhũng á, mấy ông lấy mấy cái cây tre đó mà nó bị cong, nó có thẳng, thì đông một cái thúng lúa thì ông gạt một cái thì nó nào xuống phía dưới, nó nào xuống phía dưới là nó hụm phía dưới, là ông ăn gian nó hụm phía trên, ông gian trên. Ông Minh Mạng ông biết được, ông cho chặt tay luôn. Ai mà biết được mà như vậy báo cho triều đình chặt tay luôn. Ông răng ra như vậy, do đó là cái quốc gia lúc bây giờ cái pháp luật nó thực thi rất là tốt, rất là tốt. Ông điều hành trong quốc gia bằng cách ông cho đặt tên trong gia đình. Và tính từ thời ông vua Minh Mạng đây, chỉ có những người trong dòng tộc nhà Nguyễn mà được đặt tên theo kiểu chữ lót mà ông vua đặt thì mới được thừa hưởng ngai vàng. Còn những người còn lại là không được thừa hưởng ngai vàng. Và bắt đầu đặt ra những cái tên mà quý vị nghe công tần, công nữ rồi này kia là thời ông vua này đây. Ông phân cấp rất là rõ ràng và trong triều đình nó có đâu vào đó hết, nó không bị lộn xộn. Thì cái dòng mà dòng của ông vua đó thì ông chia ra 20 chữ. Chia ra 20 chữ để đưa vào trong chữ lót, và có 20 chữ này mà ai có chữ lót mới được thừa ngai vàng thôi. Còn những người còn lại thì không bao giờ được thừa. Không bao giờ được thừa hết. Cái chữ lót đầu tiên của nhà Nguyễn là chị Phúc. Thế lúc nào cũng lót chị Phúc hết. Và cái người được lót chữ Phúc đầu tiên là chú Nguyễn Phúc Nguyên, là con của chú Tiên Nguyễn Hoàng. Còn trước đó là chị Hòn Nguyễn, cùng với cái chữ cái tên phía sau thôi mà được lót chữ Phúc nữa. Thì tới thời ông vua này phải lót thêm một chữ nữa, thành lót 2 chữ. Cái bài của ông vua có 20 chữ: Miên Hồng Ân Bửu Vĩnh, Bảo Quý Định Long Trường, Hiền Năng Kham Kế Thuật, Thế Thị Quốc Gia Sương. Có tổng cộng là 20 chữ ở trong này. Như vậy con đầu tiên của ông vua này phải có chữ Miên, Miên Hồng Ân Bửu Vĩnh, một chữ Miên. Đó là ông vua bên kia, ông vua Tiên Trị, Nguyễn Phúc Miên Tông.
đến cháu cháu nội của mình là tới chị Hồng là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, đó là ông vua từ đất trên này, cứ thế mà đặt thôi. Ông mong muốn là 20 triệu này truyền qua nhiều đời, thì cái vương triều ở tồn tại khoảng 400 năm. Vương triều mà tồn tại 400 năm là tuyệt vời rồi, nhưng mà rất tiếc nó chỉ có 143 năm là nó sụp rồi, không còn nữa. Nó không còn nữa, chỉ truyền đế là chữ Vĩnh mà thôi. Miên Hồng Ân Bửu Vĩnh, Vĩnh là Vĩnh Thụy, tức là tính thực của ông vua Bảo Đại, ông cuối cùng. Tế Bảo á, là số 6, Bảo Long á, là con vua Đại, chưa được lên ngôi vua. Đó là cái bài mang tên là Đế Hệ Thi, tức là những người thừa hưởng dòng dõi ngai vàng. Xong tới bài phiên hệ thi. Phiên hệ thi thì nó chia ra, ví dụ như con của các hoàng tử, con của các hoàng tử sinh ra mà không đúng cái dòng nhà vua thì bắt đầu nó tách ra luôn rồi, nó không dính dáng được tới cái việc thừa hưởng ngai vàng của vua nữa. Thì nó chia ra cái hệ đó là tôn thất và tôn nữ. Tôn thất và tôn nữ. Tôn thất á, dành cho cháu trai. Tôn thất tùng, tôn thất bách rồi này kia dành cho cháu trai. Và tôn nữ, vì tôn nữ thì ninh rồi này kia đó là dành cho cháu gái. Rồi tới nữa là cung tầng tôn nữ là dành cho chắc gái, cung lai tôn nữ dành cho chú gái, cung huyền tôn nữ là cho chít gái. Nói chung là chia ra dạy rất là dài, cháu chắc chút chít gì đó, cung tầng cung lai gì đó. Thì đó là người đây phân biệt với người thường, tức là bà ví dụ là Nguyễn Hữu Thị Lan hay là Nguyễn Nguyễn gì đó, nhưng phía trước phải lót thêm cái chữ nữa là cung tầng tôn nữ hay là cung lai tôn nữ để phân biệt giữa người thường. Mấy người này đó dòng dõi của nhà Nguyễn, dòng dõi nhà Nguyễn. Cái đó quý vị nghe những cái tên cung tầng cung lai là cháu của ông vua, và những người này á, tôn thất hoặc là tôn nữ này là không được thừa hưởng ngai vàng nữa, à, không còn thừa hưởng ngai vàng. Ông vua nhiều vợ nhiều con như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là ông điều hành đất nước rất tốt. Ở trên ngai vàng là 20 năm trời, tuổi thọ ông vua này 50 tuổi, tuổi rất giỏi ha. Trị vì trên ngai vàng lâu đời nhất, dài nhất, 36 năm trên ngai vàng. 36 năm ở trên ngai vàng. Ông vua tức là con của ông vua Thiệu Trị. Ông vua Thiệu Trị là con của Minh Mạng với bà Hồ Thị Hoa. Vợ chính của ông vua Minh Mạng là bà Hồ Thị Hoa. Sinh ông vua Thiệu Trị ra mới sinh xong, bà này mới có 16 tuổi, mới sinh xong là bà này chết luôn. Chỉ có một người con nhé, 16 tuổi sinh là hơi trễ rồi đó. Dạ, đúng rồi, sinh sớm rồi. Ba lấy chồng rồi 16 tuổi sinh là hơi trễ. À, thì con trẻ mà chứ sinh xong là chết luôn. Thì ông vua ông thương vợ của mình quá. Bà tên là Hoa mà ông thương vợ của ông, cấm hết tất cả quốc gia ông ta không được sử dụng từ hoa luôn. Cấm hoàn toàn từ hoa. Dù trong miền Nam mình từ hoa đổi thành từ bồng. Cầu hoa ở Sài Gòn thành cầu bồng. Ở hoa ở Huế này không đổi thành hoa được, thành Huê. Chợ đông hoa trở thành đông ba. Đổi tất tần tật hết, tại vì tới thời của ông vua Minh Mạng đây. Thì ông vua Thiệu Trị là bố của ông vua Từ Đức, và ông vua Thiệu Trị là chồng của bà Từ Vũ. Chồng của bà Từ Vũ là một người miền Nam của mình ấy. Các ông vua nhà Nguyễn thường hay chọn vợ miền Nam. Tại vợ miền Nam thứ nhất là hiền, thứ hai nữa là đẹp, thứ ba nữa là theo nhà Nguyễn. Đồng đức miền Nam lòng đức là nhà Nguyễn khai phá ra mà hiển nhiên là sẽ thích nhà Nguyễn rồi. Thì ông vua này ông lên ngai vàng vào năm 1848, sau khi vua Thiệu Trị vua cha mất năm 1847 ông lên ngai vàng. Nhưng mà ông vua này thì do ông bị bệnh đầu mùa từ nhỏ, 103 bà vợ nhưng mà chỉ có ba người con nuôi thôi, chứ không có con ruột của mình. Tôi rất là buồn, và ông rất là nhỏ con, ông rất nhỏ con. Và thời ông vua Từ Đức này thì có rất là nhiều biến cố lịch sử của Việt Nam mình diễn ra. Thì ông vua nhỏ con mà ông thích cầm bút hơn cầm gươm, nên khi mà Pháp tấn công vào là ông không có muốn đánh, ông không đánh, chỉ muốn hòa thôi. Và nhưng nhường pháp từ từ của ông ta mất quốc gia luôn. Và thời của ông vua này, và cái nền kinh tế cùng với khoa học kỹ thuật của mình, chúng ta cực kỳ lạc hậu là thời của ông vua này. Tại vì chúng ta thực hiện chính sách là bế quan tỏa cảng, không giao lưu buôn bán gì với nước ngoài hết. Khi mà ông Phan Thanh Giản cùng với Nguyễn Trường Tộ đi sang Pháp, người biết á, khi mà phát hiện ra Pháp người ta đi xe hai bánh, rồi người ta thắp đèn mà chủng ngược xuống này mình nó sáng này, về báo cáo vua tước đó, rồi đó là mang gì mọi rồi là sàng bậy, làm gì có chuyện đó, xe phải có con gì nó kéo hai bánh mới chạy được, bên kia người ta đi gì xe đạp, rồi đèn mà chủng ngược này nó sáng, đèn mình là phải đứng thẳng vậy đó, đèn bằng dầu và đèn bằng nến mà thì mới sáng, bên kia thắp đèn điện á, chủng như này nó sáng. Ông vua nói không tin luôn, tại mình quá lạc hậu rồi. Đúng thời gian đó là người dân của mình là quá lạc hậu, thì ông vua không có tin. Do cái chính sách của ông như vậy, do đất nước ta lúc bây giờ cực kỳ khó khăn. Và năm 1883 thì ông vua này ông mất, ông ở trên ngai vàng 36 năm trời. Nhưng mà có cái đặc biệt á, ông vua này ông nhận ra được là cái lỗi của ông, cái tội của ông.
đáng lẽ ra thì người con trai trưởng trong gia đình đó, là anh của ông là Nguyễn Phúc Bảo là người thừa hưởng cái ngai vàng. Nhưng mà lúc cuối cùng á, thì ông vua Thiệu Trị, ông lại chọn ông vua Thiệu Đức là chọn người em thứ hai thôi, chứ không phải là người con trai trưởng. Thì khi mà ông vua này được chọn lên nối ngôi á, thì ông anh á, ông đứng lên ông nổi dậy, ông bực mình, ông không có chịu. Tại đáng lẽ người con trai trưởng là thừa hưởng ngai vàng mà. Thì cuối cùng á, làm tạo phản. Tạo phản thì ông vua Thiệu Đức ông bắt ông nhốt trong tù. Ông nhốt trong tù xong á, cuối cùng ông anh ông chết luôn. Ông anh ông chết luôn á, ông Nguyễn Phúc Bảo ông chết luôn á, thì người đời người ta nói ông này giết anh của mình. Giết anh của mình thì đã bị mang tiếng rồi. Và thứ hai nữa là không có con nữa. Đó là rất là nhiều tội. Tội thứ nhất là tội bất hiếu. Tội thứ hai nữa là để cho độc lập tự do dân tộc mình á, vào tay của Pháp nữa. Ông rất là buồn. Ông buồn quá thì ông hay lên trên lăng, ông ở. Ông xây cái lăng rất là lớn. Cái lăng coi như cái hành cung thứ hai cũng ở trên đó luôn. Ông hay lên đó ông để ông tiêu sầu, để ông tiêu sầu ha. Thì tuổi thọ của ông vua này là 57 tuổi. 57 tuổi. Tuổi thọ này. Hàng ngày xa giá bắt đầu một phá và xin dầu lớn một phá. Và người ta nói rằng hàng ngoài bắt đầu xâm nhập Việt Nam chúng ta sẽ nhập xuất khối vua Đồng Thạch. Chỗ này vua Đồng Thạch là bố của vua Khởi Định và là nội vua Bảo Đảm sau này. Bên phải kia là vua Ngầu Ý. Dạ. Mà cũng ngầu kìa. Anh này chứ không ông dần lên thôi á. Thời kế tiếp thì tham quan ở đây đó thì là án thời của vua Đồng Thánh, là ông vua thứ 10 của nhà Nguyễn. Ông vua Đồng Thánh là con nuôi của ông vua Dục Đức. Không được rồi, cảm ơn. Là án thờ của, là con nuôi của ông vua Dục Đức và là em của ông vua Kiến Phúc và là anh của ông vua Hàm Nghi. Tức là có ba người con nuôi này. Khi mà ông vua Hàm Nghi bị quân Pháp đi đuổi ở Bắc và đi đầy Algeria đó, thì người Pháp đưa ông vua Đồng Khánh lên. Ông vua Đồng Khánh lên nó cũng ở trên ngai vàng mới chỉ có 3 năm thôi. Không chỉ có 1885 thì ông lên ngai vàng, 1888 thì ông vua Đồng Khánh ông băng hà lại. Ở trên ngai vàng mới chỉ có 3 năm, rất là ngắn. Tuổi thọ của ông vua này mới có 25 tuổi. Mất rất là trẻ, ha. Ông vua này thì thời của ông thì ông điều hành quốc gia thì ngắn ngủi quá thì không có nhiều biến cố xảy ra. Nhưng mà quyền hành chính ngày xưa nằm trong tay của Pháp hết. Và ông vua này là ông vua đầu tiên mà thành lập một cái công ty ở Việt Nam mình cho nhập hàng Pháp về cho người Việt Nam chúng ta xài. Ngày xưa là người Pháp đưa hàng qua luôn, nhưng mà bây giờ là thích xài hàng Pháp rồi, là làm lập công ty luôn, đưa hàng Pháp sẵn sàng. Thích uống rượu Bordeaux, thích ăn phô mát vân vân, là thời của ông vua này. Nói chung là sống theo kiểu phong cách Tây rồi. Và hai cha con của ông vua là ông vua Đồng Khánh cũng vua Khởi Định đều sống theo phong cách Tây hết. Mà tại vì người Pháp người ta nắm quyền hành chính trong cái điều của mình. Là thời gian ngắn ngủi của ông vua ha, tuổi thọ 25 tuổi, điều hành đất nước chỉ có 3 năm mà thôi. Ông này thì ngầu rồi, đúng rồi. Ông này rất là ngầu. Cái án thờ này không thấy mới đâu, hai án thờ này chúng ta thấy mới, tại vì mới đưa vào sau này. Tại vì ba ông vua này, ông Duy Tân, ông Hàm Nghi, ông Thành Thái là ba ông vua chống Pháp. Thì Pháp không có ưa. Nên sau này khi mà Pháp về rồi, mình mới đưa vào mình thờ bên trong này thôi. Ông vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ân Lịch. Ân Lịch là cũng là con nuôi của là ông vua Từ Đức luôn. Sau khi mà ông vua Hiệp Hòa là chết, ở trên ngai vàng chỉ có 4 tháng thôi. Tại vì sao như vậy? Tại cái loạn cái gọi là loạn Tứ Nguyệt Tam Vương. Tứ Nguyệt Tam Vương tức là trong 4 tháng thì có 3 ông vua lên ngai vàng này. Có 3 ông vua lên ngai vàng này. Ông vua Dục Đức ở trên ngai vàng chỉ có 3 ngày thôi, vì phía trước chết luôn. Ông vua thứ hai này là ông vua Hiệp Hòa. Ông chỉ là ông vua thứ hai lên là ông vua Hiệp Hòa lên. Ông ở trên ngai vàng mới chỉ có 3 tháng thôi. Thì ông vua Hiệp Hòa lên đó, thì mong muốn của ông vua Hiệp Hòa đó là thông đồng với Pháp để chống lại các vị quan trong triều đình và đứng đầu là Tôn Thức Thuyết và Nguyễn Minh Tường. Nhưng mà cuối cùng á, bị ông Nguyễn Văn Tường phát hiện, do đó là ép uống thuốc độc và ông Hiệp Hòa chết luôn ở trên ngai vàng 3 tháng. Xong rồi tới ông vua Kiến Phúc ở trên ngai vàng mới chỉ có 8 tháng thì cũng chết luôn. Trong đêm thì ngủ uống thuốc xong thì cũng chết luôn. Gọi là loạn Tứ Nguyệt Tam Vương. Người Huế người ta gọi là nhất giang lượng quốc nan phân thuyết, tại vì một dòng sông thôi mà có hai quốc gia. Tức là dòng sông Hương á, quốc gia bên này là gì? Là nhà Nguyễn, và quốc gia phía bên kia là Pháp. Pháp nó trị vì bên kia, nhà Nguyễn bên này. Nhất giang lượng quốc nan phân thuyết là một quốc gia là khó phân giải lắm. Tứ Nguyệt Tam Vương Triệu Bất Tường, tức là 4 tháng mà có 3 ông vua lên là một điều không có hay của triều đình lúc bây giờ, mà đúng là không có hay thiệt. Sau khi mà ông vua Kiến Quốc mất rồi thì người Pháp lập ông vua Hàm Nghi lên, lập ông vua Hàm Nghi lên lên ngôi. Ông vua Hàm Nghi lên ngôi cũng chỉ có 3 năm thôi,
thì ông vua Hà Nguyên Linh thôi, thì ông thực hiện cái chính sách là chống Pháp luôn. Lúc bây giờ dưới sự chỉ đạo của quan võ trong triều là ông Tôn Thất Thuyết á, là ông muốn đánh Pháp, ông muốn đánh Pháp thì ông vua Hàm Nghi ông đồng ý để mình kiểu đánh Úc mà. Thì cái năm 1895 đó thì ông vua cùng với các vị quan trong quân lính bây giờ tấn công ra cái đồn Pháp ở phía nam, đó là cái tòa thâm sứ Pháp. Lúc bây giờ thì chúng ta tấn công vào 12 giờ đêm thì chúng ta giành thắng lợi. Nhưng mà sau đó quân Pháp tập hợp lại thì chúng ta bị thua. Tại vì sao như vậy? Tại vì chúng ta sử dụng gươm giáo là chủ yếu. Gươm giáo là chủ yếu rồi, còn Pháp làm sao ạ? Súng ống đại bác rồi, mình đưa lên bắn cái đồn với mất tiêu luôn. Tại Pháp lúc đang đêm đang ngủ thì đang thua thôi. Nhưng mà khi tập hợp lại là mình chịu không nổi. Vì Pháp rất là tức, quân Pháp rất là tràn sang bên phía bờ Bắc này luôn. Lúc bây giờ thì nhà Nguyễn ở bên này mà thì không có đụng đầy gì hết. Nhưng mà Pháp lúc rất là tức, tại quân Nguyễn dám tấn công mình, tấn công sang cái vị trí của cái kinh đô Pháp, kinh đô của nhà Nguyễn này luôn, tàn phá kinh đô nhà Nguyễn. Vua Hàm Nghi bỏ chạy, rồi quan quân nhà bỏ chạy. Ba Tư Vũ lúc bây giờ gần 90 tuổi rồi cũng phải bỏ chạy hết kinh đô luôn, tại sợ Pháp giết mà. Còn Pháp cướp bóc trong kinh đô Huế rất là nhiều hiện vật, rồi các vàng bạc châu báu bị cướp rất là nhiều. Ông vua Hàm Nghi chạy ra ngoài Quảng Trị, rồi ông chạy ra ngoài khu vực Quảng Bình, và ông ra một cái chiếu mang tên là chiếu Cần Vương. Nên cái chiếu Cần Vương là huy động các sĩ phu lúc bấy giờ đó là đứng lên để chống lại triều đình của Pháp lúc bấy giờ. Ông vua này không chịu theo Pháp, và phò ông vua này là hai cha con, đó là Tôn Thất Thuyết và Tôn Thất Đạo. Hai cha con này rất giỏi võ, là tướng võ trong triều lúc bấy giờ. Nhưng mà rất tiếc khi mà ra ngoài Hà Tĩnh khi thành lập cái căn cứ Vũ Quang để kháng Pháp lâu dài á, thì có một vị quan đi theo ông vua Hàm Nghi. Ông này tên là Trương Quang Ngọc, vị quan này bị nghiện ma túy. Ông đi nào thì bị nghiện ma túy thì lúc bây giờ khi mà vua Hàm Nghi trốn ở người Pháp, người ta treo một giải thưởng rất là lớn. Ai mà chỉ điểm được, bắt được ông vua Hàm Nghi thì người Pháp người ta sẽ thưởng cái giải thưởng đó. Thì ông này ông nghiện ma túy mà ông chịu hết nổi, lên rừng chịu hết nổi rồi. Cuối cùng này ông tạo phản, và ông chỉ cho Pháp cái vị trí của ông vua Hàm Nghi, và Pháp tới bắt ông vua Hàm Nghi. Pháp bắt ông vua Hàm Nghi xong rồi, quý vị biết là từ Hà Tĩnh mà không dám đưa về Huế này. Tại vì sao? Tại vì đưa về Huế này đi trên đường á, sợ người dân người ta ra người ta cướp, hoặc là người ta ra ta phản đối, và lặng lẽ phải đưa ông đi bằng tàu. Đưa bằng tàu vô cảng Đà Nẵng, xong rồi đưa vô trong Sài Gòn, xong đưa qua bên Algeria để đày ông bên đó luôn, đày ông bên đảo bên châu Phi luôn. Thì khi mà sang Algeria thì ông vua này á, lúc đầu á, thì ông không chịu là học tiếng Pháp, không chịu sinh hoạt trong người Pháp. Nhưng mà sau đó ở bên đó mới biết rằng á, là không phải người Pháp là người nào cũng xấu hết, cũng có người tốt nữa. Sau đó thì ông lấy vợ bên Pháp luôn, ông lấy vợ Pháp, và ông có tổng cộng là 3 người con, một hoàng tử và 2 công chúa. Và ông mất, sau đó thì hài cốt ông được đưa về bên Pháp để an táng. Tại 3 người con hiện tại vẫn còn sống ở bên Pháp luôn, an táng. Tuổi thọ ông vua này là 71 tuổi, ông này là dạng là sống lâu nhất. Ông vua đã có cá tính. Án thờ cuối cùng mà chúng ta tham quan ở đây đó là án thờ của ông vua Thành Thái. Ông vua Thành Thái tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Lân, và là con của ông vua Dục Đức, con vua Dục Đức. Sau khi mà ông vua Hàm Nghi bị Pháp bắt đưa qua Algeria để lưu đày rồi á, thì người Pháp lập con của ông vua Dục lên ngôi, đó là Nguyễn Phúc Bửu Lân, và lên lấy niên hiệu là Thành Thái. Lên ngôi vua mới có 10 tuổi thôi, tức là lập mấy ông trẻ trẻ lên thôi là để dễ điều hành, không làm gì dễ điều hành. Nhưng mà Pháp cũng bất ngờ luôn, tại ông vua này là ông vua chống Pháp, ông vua chống Pháp mà. Thì thay vì tập hợp quân đội quân lính như trước đây thì ông vua này ông lại bí mật là tập hợp quân đội, nhưng mà lính là nữ. Ông luyện cho cái đội nữ binh khoảng 5.000 bà nữ binh ở trong cung á, chuyên cưỡi ngựa đánh kiếm ở trong cung ha, để lật đổ Pháp mà. Tại vì mong muốn như vậy, tại Pháp thì họ không ở trong này, mà mình làm ở trong này cái gì thì Pháp đâu có biết đó, tại cái đại nội nó rất là lớn, ha. Nhưng mà rất tiếc là người Pháp cuối cùng người ta phát hiện, nhưng mà người ta không đưa ra lý do gì để quy tội ông này cả, tại vì chưa có đánh nè. Tại vì nói tôi luyện tập rồi đó, chuyện của tôi thôi, chưa có đánh. Thì người Pháp người ta bày ra lý do đó là ông vua này bị điên. Thì xong là đưa ông đi vào trong Sài Gòn, xong rồi vào trong Vũng Tàu để cho an trí ở trong đó cho nó hết bị bệnh điên á. Xong là bí mật đưa ông sang đảo Réunion bên châu Phi, đi qua lưu đày bên đó luôn. Khi đi thì có gia quyến đi theo, có bà vợ chính là bà Mai Thị Vàng đi theo. Nhưng qua kia thời tiết nó khắc nghiệt quá, bà vợ bà sống không nổi, trong người Pháp người ta cho về lại sống bên này. Thì ông vua ông ở bên kia. Năm 1945 á, thì ông vua được cho về Việt Nam. Tại lúc giờ cách mạng thành công rồi, triều đình nhà Nguyễn không còn nữa, cho về Việt Nam mình để ở. Nhưng mà bị quản thúc ở trong Sài Gòn, không được ra Huế này để thăm gia đình của mình, tổ tiên ông bà mình, không được ra đâu quý vị nha. Tại vì sao? Tại năm 46 người Pháp quay lại xâm lược mình rồi, người Pháp người ta không cho ra. Năm 1947 á, thì may mắn được cho ra ngoài Huế này thăm ông bà tổ tiên thắp nhang, xong đi về trong Sài Gòn quản thúc trong đó nữa. Năm 1955 á, thì ông chết ở trong Sài Gòn luôn. Xong là mộ được đưa ra đây và an táng chung cái mộ của con mình, đó là vua Duy Tân. Hai cái lăng mộ nằm chung với nhau. Thì ông tuổi thọ của vua Thành Thái là 65 tuổi. Trong 13 vị vua nhà Nguyễn đó thì ông vua mà sống lâu đời nhất đó chính là ông vua Bảo Đại.
Nhưng vua Âu Đại thì không được thờ trong này. Ông vua Âu Đại là ông vua sống đến 85 tuổi là 85 tuổi hả? Tại vì ông học bên Pháp, ăn ở sinh hoạt bên Pháp, rồi sau này cách mạng thành công ở đây thì ông lại sang bên Pháp ông ở nữa. Sống bên đó cái điều kiện nó tốt hơn, đến 85 tuổi. Và ông vua Bảo Đại được kêu là ông vua gắn liền với con số 13. Có 5 con số 13 gắn liền với vua Bảo Đại. Và người phương Tây nói là số 13 là số xui. Ông sinh năm 1913. Sinh năm 1913. Lên ngôi vua lúc 13 tuổi. Lên ngôi vua lúc 13 tuổi. Tại năm 1913 ông sinh ra. Thì năm 1926 thì ông lên ngai vàng. Tại năm 1925 thì vua Khai Định mất rồi. Năm 1926 là ông là sinh năm 1913. Ha, lên ngôi vua lúc 13 tuổi. Là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn. Có tổng cộng 13 người con. Tuổi thọ của ông là 85 tuổi, 8 cộng 5 bằng 13 luôn. Đúng không ạ? Và đâm con số 13, mà số 13 đúng là xui thiệt. Tại tới thời ông qua đại là triều nhà Nguyễn là kết thúc luôn. 140 năm, 143 năm thời Vinh Quang. À, cái tòa nhà ở đây quý vị thấy rất là đặc trưng nha. Rất là đặc trưng. Hằng giới thiệu về kiến trúc của tòa nhà này một chút xíu. Và quý vị thấy ở trên cái hệ thống mà vì kèo đó, quý vị thấy là rất là nhiều cái hoa văn và có các cái chữ Hán, quý vị thấy không ạ? Và lối kiến trúc này chỉ có Huế mới có thôi, người ta gọi là nhất thi và nhất họa. Tức là một bài thơ thì một bức tranh, một bài thơ một bức tranh. Cái bài thơ nói gì là vẽ ra bức tranh đó, bài thơ tả gì vẽ ra bức tranh đó. Và cái nhà này, nhà rất đặc trưng, gọi là trùng thiềm địa ốc. Tức là hai tòa nhà nối lại với nhau, tòa nhà đầu tiên và tòa nhà thứ hai được nối lại với nhau ở giữa này nè. Được nối lại với nhau ở giữa này đây. Cái kiến trúc này thì khi người Pháp sang, người Pháp thấy là rất là đặc trưng. Tại vì sao như vậy? Tại vì vào cái mùa hè nóng nóng này, bên ngoài nóng mà chúng ta vô trong này nó mát, nó mát hơn. Nhưng mà mùa đông quý vị biết là bên ngoài rất lạnh, nhưng mà trong này rất ấm. À, trong này rất ấm, rất đặc trưng như vậy. Mà đa phần là sử dụng bằng gỗ hết. Cái tòa nhà này đã được trùng tu lại rồi, cho đó quý vị thấy rất là mới. Được trùng tu lại rồi ha. Bây giờ mời quý vị chúng ta đi tham quan tiếp, ra kia chúng ta đi tham quan tiếp.